Hello tất cả mọi người đã quay trở lại video của mình. Hôm nay ngồi ở sân banh, nói chung cũng rảnh rỗi xin nông nổi nha các bạn. Ngành sân banh nó bao la rộng lớn các bạn ha. Mình có up cái video mà cách đây cũng vài phút thôi, thì có một số bạn mới vào comment đó các bạn. Sao dạo này anh không có làm các cái tin tức về cuộc sống ở hải ngoại, cũng như là tin tức về Paris by Night, cuốn Paris by Night 131 khi nào phát hành và khi nào được quay hình. Thì hôm nay mình cũng nói với các bạn luôn, là các bạn biết rằng tình hình bây giờ bên bên Mỹ á, khá là khó khăn các bạn. Mình đang ngồi ở khu vực là máy bay nó bay ngang qua các bạn, đang ngồi ở khu vực máy bay ngang nên các bạn nghe có tiếng máy bay ha. Đó, để mình chỉ tay chút xíu rồi tí nữa cái mình làm tiếp cho các bạn coi ha. Đây, khá thú vị các bạn. Đó, máy bay nó bay ngang đó các bạn. Thấy không trên bầu trời đó các bạn. Tiếng âm thanh đó. Đó. Thấy không? Đây là của hãng Vietjet các bạn. Rồi Sài Gòn bây giờ là đang đổ mưa nha các bạn, sắp đổ mưa rồi. Thì bây giờ mình quay lại chủ đề chính của video các bạn. Các bạn hỏi mình là cuốn Paris by Night 131 khi nào được phát hành. Thì theo mình biết á, thì hiện tại chưa có kế hoạch nha các bạn. Hồi đầu video ấy, mình đầu năm mình có làm video cho các bạn làm cuốn Paris by Night, sau khi mà cuốn Paris by Night 130, sau khi mà mình qua Singapore, mình đã tham gia cái cuốn Paris by Night 130, có quay hình, cũng có làm các cái clip về cuốn Paris by Night 130, có ca sĩ Hoàng On rồi về hát đó các bạn. Khi mà cuốn Paris by Night 130 thì đã về tới Đông Nam Á rồi, nhưng mà chưa được quay hình ở Việt Nam, thì nó cũng có được, do là cũng có nhiều lý do các bạn ha. Mình nhắc đến Paris by Night thì vừa rồi có ca sĩ Kỳ Duyên với Hương Thủy cũng bị một số cái vấn đề về các bạn biết rồi, bạo động á, nó nổ ra, nên cái cửa hàng của Hương Thủy, ca sĩ Hương Thủy, và cửa hàng của MC Kỳ Duyên thì bị phá, bị trộm mất cái máy tính tiền đi. Đó, bây giờ quay lại chủ đề chính này. Và cuốn Paris by Night 131 khi nào được phát hành? Theo đầu năm ấy, mình nói rằng là tháng 8 sẽ được quay hình và cuối năm sẽ được phát hành. Thường thường thì Paris by Night thì hồi xưa thì các bạn biết rằng một năm họ có thể quay hình là 4 lần. Sau những cái lần mà 4 lần như vậy á, sau bị khi mà bị đĩa lậu á, thì họ còn 3 lần. Sau này á, thì còn chỉ có 2 lần thôi. 2 lần thì sau khi mà phát hành cái đĩa Paris by Night 130 rồi á, đầu năm tới giờ thì chưa có một cái buổi quay hình nào, chưa có một cái thông báo nào để về cuốn Paris by Night 131. Đây là một trong những cái điều mà chúng ta vẫn chờ đợi một cuốn Paris by Night 131. Tại vì cuốn Paris by Night 130 thực sự đáng xem, khi mà tập hợp rất là nhiều những cái giọng ca, phải nói rằng là đỉnh của nhạc vàng các bạn ha. Kèm theo đó là những cái giọng ca bolero. Các bạn có giọng ca bolero thì đặc biệt rồi, có giọng ca gọi là cái ông gì mà trọc trọc đầu á, mà ông ấy hát cái giọng nhạc thính phòng đó các bạn. Thì đó cũng là một trong những cái điều mà đáng phải ghi nhận, là cuốn Paris by Night 130 rất là tuyệt vời. Và chúng ta đang trông đợi cái cuốn Paris by Night 131. Sau khi Trung tâm Thúy Nga mà phát hành cuốn Paris by Night 130, thì tất cả những khán thính giả của chúng ta ở trong nước, ngoài nước, trên mạng và ở dưới đất luôn các bạn ha. Ở trên mạng và dưới đất thì mình hay xuất hiện trên mạng các bạn rồi. Hồi xưa thì hay mua đĩa, người Việt Nam của chúng ta là hay mua đĩa lậu đó các bạn. Rất là dễ tiếp cận cái đĩa Paris by Night. Sau khi mà cái mạng mà YouTube đó, phát triển á, thì cuốn Paris by Night bắt đầu họ mới phát triển cái hệ sinh thái của họ ở trên YouTube. Để các bạn cũng biết rằng là các bạn có thể trông chờ, các bạn coi các cái clip của Paris by Night ở trên YouTube. Mình đang nói máy bay nó bay ngang qua, các bạn biết cứ tầm một phút là máy bay ngang qua, nó hơi cắt tiếng với mình chút xíu ha, âm thanh nó hơi lẫn lộn chút xíu. Cuốn Paris by Night 131 mình dự định mình nói rằng là tại mình theo dõi trên các diễn đàn cũng như là cái trang fanpage của Trung tâm Thúy Nga, thì họ thông báo là tháng 8 quay hình. Nhưng mình nghĩ rằng bây giờ các bạn cũng biết, bây giờ là tháng đầu tháng 6 rồi, nếu mà 2 tháng nữa thì mình nghĩ rằng không có kế hoạch. Bởi vì khi mà để làm một cái chương trình đại nhạc hội như vậy, rất là lớn như vậy, thì Trung tâm Thúy Nga họ phải chuẩn bị rất là nhiều. Thứ nhất là tiền địa điểm, họ phải tìm một cái địa điểm phù hợp. Cái thứ hai nữa là vé máy bay, rồi đạo diễn hình ảnh, quay phim, cả một ekip hoành tráng nữa. MC, trong khi Nguyễn Ngọc Ngạn ở Canada và Kỳ Duyên thì đang ở Mỹ. Mà cái tình hình mà giữa đi nước này nước kia hiện tại đang rất là hạn chế các bạn, là có những nước đang bị cách ly rất là, phải nói rất là lâu đó. Nên là cái lý do mà cuốn Paris by Night á 131 chưa được quay hình và chưa được phát hành, chắc tất nhiên là chúng ta phải chờ và hy vọng rằng là Trung tâm Thúy Nga sẽ phát hành cái cuốn Paris by Night 131
sớm hoặc là quay hình sớm để chúng ta tiếp cận được những cái dòng nhạc, những cái người nghệ sĩ chúng ta yêu mến đó các bạn. Vừa rồi mình cũng nói thêm rằng là cách đây ít giờ thôi thì trên cái trang cá nhân của MC Kỳ Duyên cũng nói về cái vấn đề mà cái cửa hàng của MC Kỳ Duyên bị mất trộm á, là do là chuyện bạo động rồi một số lợi người họ lợi dụng và họ hôi của đó các bạn. Thì MC Kỳ Duyên, cửa hàng của MC Kỳ Duyên và cái nhà hàng của ca sĩ Hương Thủy á, thì bị mất cái máy tính tiền. Tất cả những cái điều mà đó thì thực ra cũng không gây thiệt hại gì nhiều, tại trong cái cửa hàng của họ thì chỉ có cái giá trị lớn nhất là máy tính tiền thôi. Còn những cái điều kiện cơ sở vật chất khác thì họ không có lấy được, tiền bạc thì tất nhiên không có rồi. Đó, mình cũng thêm tin tức cho các bạn coi như vậy á. Trong vòng hồi nãy giờ là các bạn ngồi ở đây là gần 6 phút cuộc đời rồi các bạn. Thì máy bay nó bay qua 3 chuyến rồi các bạn ha. Cái lượng bay cũng khá là tương đối đó các bạn. Khi mà Việt Nam là hiện tại đang được giải tỏa cái phần mà giữa cửa khẩu máy bay rồi an toàn bay rồi cũng được ok hết rồi các bạn ha. Trời Sài Gòn bây giờ nó mưa. Đó thì mình cũng không dông dài gì nhiều. Thật nãy giờ thì mình trong cái video này thì mình cũng không có tóm gọn một cái chủ đề chính, mà mình cũng nói về những cái tin tức bên lề xoay quanh cái vấn đề đó, kể cả cái vấn đề của ông Nguyễn Ngọc Ngạn mà đầu năm tới giờ luôn các bạn. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn thì cái chuyện của ông ở đầu năm cũng đã xảy ra khi mà ông nói cái vấn đề ở tại Đức đó, về 50.000 người Mỹ đã trốn qua Canada. Thì câu chuyện đó chúng ta đã lắng xuống rồi, nhưng hiện tại bây giờ là nó đang bị kẹt về cái vấn đề mà di chuyển nó khá là bất ổn. Ở những cái sân khấu lớn á, thì ở chẳng hạn như quay hình ở Mỹ, ở châu Âu, ở Pháp hay là ở Úc Châu, hay thậm chí rằng cả nước châu Á như là Singapore, là một nước phải nói rằng là hoành tráng nhất, đẹp nhất, thì trung tâm tiếng Anh cũng quay hình ở đây vài lần. Mình nghĩ rằng là cú 131 này hy vọng rằng là sẽ quay hình ở mình nghĩ rằng là ở châu Úc. Tuy nhiên là hiện tại chúng ta vẫn có trong cái vấn đề chúng ta đang dự đoán rồi các bạn, chưa có thể nào mà bản thân mình cũng chưa thể biết được. Ở giờ ngồi máy nãy giờ là một chiếc máy bay nữa, máy bay này nó to lắm các bạn, chiếc máy bay này mình thấy gầm rú rất là to luôn các bạn. Wow, chiếc này của Qatar các bạn, do camera ở đây mình quay không có thấy, chiếc này to lắm các bạn, chiếc này to rất là to đó. Đấy, các bạn có thể nghe tiếng máy bay gầm rú các bạn ha. Và cái lý do mà cũng trung tâm tiếng Anh chưa tập hợp được những cái anh em nghệ sĩ đầy đủ á, là tại vì những anh em nghệ sĩ đầy đủ là họ không có tập trung ở một nước, mà những người này ở những tiểu bang khác nhau hoặc là ở những cái nước khác nhau, như Nguyễn Ngọc Ngạn thì ở Canada, Kỳ Duyên MC thì ở Mỹ ha các bạn. Mà một chương trình tiếng Anh Paris by Night mà không có được Nguyễn Ngọc Ngạn, không có Kỳ Duyên á, thì chương trình nó Trung Quốc à ha các bạn ha. Nên là các bạn hãy chờ đợi, và chúng ta hãy chờ đợi xem trung tâm tiếng Anh Paris by Night sẽ phát hành cuốn Paris by Night 131. Chắc là mình nghĩ chắc năm sau quá, chứ cái dự định mà tháng 8 quay hình để camera nó nóng các bạn. Phải nói để mà chương trình nó được hoành tráng á, thì tất nhiên là phải có những cái đầy đủ những nghệ sĩ, đầy đủ những nghệ sĩ nha các bạn ha. Chứ không phải là nói là chúng ta quay được đâu nha các bạn. Phải đầy đủ tất cả những nghệ sĩ. Ví dụ như một trong chương trình là phải có các ca sĩ với nhau. Do cái camera nó hơi nóng nên là mình đang ngồi ngoài trời, nên các bạn cũng thông cảm ha. Vấn đề này để mình tắt cái gimbal lại ha. Gimbal đang báo lỗi nhưng mình vẫn nói chuyện được với các bạn ha. Đó, nhiều khi các bạn biết không mình ngồi mình làm vlog đây mà mấy đứa nó đi ngang đi qua lại nó tưởng bộ mình khùng quá các bạn, khùng biết dân mùng trải chiếu các bạn ơi. Đó thì nó nghe mình nói nó nổi chứng nữa các bạn, nó quay nữa đó. Rồi motor của cái gimbal nó bị lỗi. Thì để kết thúc cái video này thì mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video này. Trong một thời gian qua thì các bạn ủng hộ kênh video rất là nhiều, và cũng nhờ các bạn á, mình để quay được những cái clip như này á, thì cũng phải
nhờ các bạn, không có các bạn ủng hộ kênh đó thì thật ra thì kênh YouTube này nó không tồn tại nha các bạn. Cũng như là chúng ta cũng biết rằng là Trung tâm Tiếng Nga mà nếu không có khán giả thì sẽ không có hình thành một cái Trung tâm Tiếng Nga mà hoành tráng với những đông đủ khán giả, các người hâm mộ ủng hộ các bạn ha. Đó. Rồi bây giờ mình cũng kết thúc cái video để ăn cơm các bạn. Bây giờ mình gom lại là cuốn Tiếng Nga Paribas Night 131 các bạn. Chắc là chờ lâu đó các bạn. Mình nghĩ rằng để quay hình được là chắc phải sang năm mấy các bạn nha. Nếu mà sang năm mà tình hình Mỹ nó ổn định chút xíu thì sẽ có những cái chương trình đại nhạc hội cho các bạn coi. Thôi bây giờ thì mình vô các bạn ha. Đó. Để anh em nghe nói rằng là dạo này rồi làm đi đâu dữ quá, rồi ở nhà với em vợ rồi không có làm các cái video cho anh em coi. Thì hôm nay mình cũng mạn phép để nói chuyện với anh em chút xíu về cuốn Paribas Night 131 ha các bạn. Hồi xưa đầu năm thì Nguyễn Ngọc Ngạn bị một cái scandal khá là lớn, rồi bây giờ nó cũng ổn rồi các bạn. Rồi bây giờ thì ông đã đỡ rồi. Mình hy vọng rằng là những người mà ủng hộ Nguyễn Ngọc Ngạn thì vẫn ủng hộ, còn Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì vừa rồi Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng nói rằng là cái nhà hàng của cô và Hương Thủy thì cũng đang bị một số cái vấn đề khi mà họ bạo động xảy ra, có những kẻ lợi dụng họ vào đó. Hồi xưa để mua được cuốn Paribas Night dễ lắm các bạn, ra ngoài tiệm đĩa các bạn mua rất là dễ, Việt Nam mua dễ lắm, có 8.000 cái đĩa, đôi khi mua 3 đĩa các bạn, mua 3 đĩa 21.000 luôn, 7.000 cái các bạn, rất là rẻ luôn. Hồi xưa đó rẻ như cho đó. Còn bây giờ mà để được mua một cái cuốn đĩa gốc là cũng khó khăn, tại mua từ trên trang ship của shop Tiếng Nga Paribas Night rồi chuyển về, một cái cuốn như vậy là 20 đô, tính ra là ở Việt Nam là 400.000 đó các bạn, nó cũng căng đầu á. Mà nói thẳng với các bạn luôn, hồi xưa là mình chuyên coi Tiếng Nga Paribas Night mà mình đĩa nào ra mình cũng coi, mình cũng mua á, nhà mua đĩa lậu không à. Cái đó là nó thật chứ không phải là nó dốc rồi các bạn nha. Cái đó là nó thật luôn á. Hồi xưa á, thiệt luôn á, chứ hồi xưa là làm gì có tiền, mà làm gì có tiền 400.000 mà mua cái cuốn đĩa Paribas Night mà đĩa gốc về coi, mà để mua từ bên Mỹ hồi xưa làm gì biết, trên mạng internet rồi làm sao biết được đúng không? Rồi chuyển tiền rồi Trung tâm Thúy Nga bắt chuyển tiền rồi trước hết bằng cái thẻ ngân hàng, mà hồi xưa lú lắm sao biết. Bây giờ biết rồi thì cũng muộn rồi giờ các bạn. Giờ biết rồi muộn rồi, bây giờ lên trên YouTube coi sướng hơn, chịu khó một thời gian sau, ví dụ như Trung tâm Thúy Nga ra đĩa thì bữa sau cách sau là 6 tháng sau mình coi cũng được. Ví dụ như báo cũ mình chưa coi vẫn là báo mới đúng không các bạn? Chính xác 100%. Nhưng mà Trung tâm Tiếng Nga hy vọng rằng là ở cái đĩa Paribas Night này 131 này, Trung tâm Tiếng Nga cũng nên thay đổi một chút xíu ca sĩ các bạn. Chứ ông nội thì cứ lúc nào mấy ca sĩ trẻ rồi hát, ca sĩ cũ hát hoài, ca sĩ trẻ khi hát. Đây, cái đĩa, cái gimbal nó cũng rung, nó nghe máy bay quỳnh tráng đó các bạn. Các bạn ha. Rồi nhớ like, subscribe, ủng hộ nha các bạn nha. Nhiều khi anh em nói kênh làm cái gì video tào lao, xí lao gì cũng up lên, nhưng mà kệ đó, không có, thà có còn hơn không nha các bạn. Rồi hô tắt nha các bạn nha. Dạo này điện nó tăng dữ quá, nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh được rồi. Các bạn.